số cao là mạnh huyết áp mình bị mất cảm giác, lan vào nhiều chỗ nhanh chóng, đốt phòng miễn dịch như máu, có khí. Có khi ngủ cơ, ngủ nó nặng, dễ sợ. Mà lên hồi mà đặt động nó đang, rất nhiều. Cái này em cũng thuốc, cái chất thuốc kháng sinh thì nó có đỡ, nhưng ta bắt buộc có cái gì ngoại khoa can thiệp thì nó mới giúp mình rất là nhiều. Cái cơ này thì bảo là tránh cái tàn phế. Dĩ nhiên để tới cái mức độ này thì không tàn phế nhiều thì cũng tàn phế ít rồi. Mấy em biết không? Không tàn phế nhiều cũng được. Rồi thì cái cách làm bệnh án thì một người như được phải ba từ phần thông tin người bệnh, lý do bệnh viện gọi tiền căn căn lâm sàng gan thì có bản thân rồi tại chỗ rồi từ đó sau khi thăm khám xong thì có bóc tách bệnh án và có bóc sơ bộ là nhiễm trùng ngoại khoa, nhiễm trùng miễn là từ chỗ nào, ví dụ nhỏ là áp xe gan hay là áp xe cơ cũng mềm gì đó, vâng. Thì sau đó mình sẽ đề nghị những bạn sàng sở tiết chú ý tìm tụi mọi đến nào, từ đó em hỏi cũng quên cái gì nhắc tìm tụi mọi đến nào. Rồi phần bài tới đây.